tôi tên là Phạm Thị Hoa, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì huyện Quảng Điền của tôi là một huyện nghèo thuộc vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian lũ lụt vừa qua thì 90% hộ gia đình của huyện chúng tôi bị ngập lụt nặng, trong đó là 50% thì có ngập lụt từ 1 mét trở lên. Cho nên là hoàn cảnh gia đình của nhiều hộ rất là khó khăn, được sự hỗ trợ của ủy trại tỉnh Huế. Trân trọng cảm ơn hội người Việt ở Vân Lan, trân trọng cảm ơn ủy trại tỉnh Huế đã hỗ trợ để cho bà con chúng tôi vượt qua khó khăn trong hiện tại. Nhà nữa ở Mỹ Dương được một nhà gạo với muối mắm luôn là thiếu hết. Nếu có một điểm được thì tôi xin cảm ơn nhà tài từ hội người Việt Nam ở Phương Lan giúp đỡ bà con chúng tôi. Đây là Trương Đồng Phạm, chủ tịch ủy diễn trại tỉnh Huế. Trước hết thay mặt ủy diễn trại tỉnh Huế và bà con bị lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, xin chân thành cảm ơn hội người Việt và cộng đồng người Việt tại Phương Lan đã có những cái món quà chia sẻ ý nghĩa và nhân trọng đến bà con cùng vùng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì hội người Việt và cộng đồng người Việt Lan đã hỗ trợ cho bà con là như vậy trong vừa qua. Không có gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn Nga Nguyễn cùng tất cả các thành viên của hội người Việt và cộng đồng người Việt tại Phương Lan. Lời chúc tất cả các anh chị và các thành viên của hội người Việt và cộng đồng người Việt tại Phương Lan sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn hội người Việt tại Phương Lan giúp đỡ cho mấy chị em bà con là.